quý vị và các bạn, phát triển đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Do vậy, trong những năm qua, Huyện ủy Bắc Mê đã luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới, đảm bảo chất lượng. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ. Phản ánh của phóng viên chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đảng bộ xã Yên Phong, huyện Bắc Mê hiện có 168 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ nông thôn. Theo nghị quyết của Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2010-2015, chỉ tiêu phấn đấu kết nạp 50 đảng viên, trung bình 10 đảng viên một năm. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, hàng năm, Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, nhất là đối với các chi bộ ít đảng viên và chi bộ nhiều năm không phát triển được đảng viên mới. Theo đó, Đảng bộ đã phân công các đồng chí trong đảng ủy hàng tháng về sự sinh hoạt tại các chi bộ để nắm bắt, báo cáo kịp thời với đảng ủy xã về những khó khăn vướng mắc của chi bộ trong công tác kết nạp đảng viên mới để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, đảng bộ cũng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là đoàn thanh niên, đẩy mạnh các phong trào hoạt động, qua đó phát hiện quần chúng ưu tú, bồi dưỡng và tạo điều kiện để họ rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Đầu năm là chúng tôi phân kế hoạch cho các chi bộ và đăng ký với trung tâm bồi dưỡng chính trị để mở cái lớp tìm hiểu đảng tại xã, và trong cái thời gian vừa qua chúng tôi đã mở được 2 lớp tại xã và được trên 70 đảng viên ưu tú để mà giới thiệu cho đảng để mà kết nạp đảng viên. Chúng tôi thường xuyên là chỉ đạo bên công tác đoàn tổ chức các cái cuộc sinh hoạt đoàn để mà tuyên truyền rộng rãi cho tất cả các cái đoàn viên về cái công tác của đảng và là để mà phấn đấu để trong công tác kết nạp. Một đảng viên trẻ thì luôn có tư tưởng chính trị vững vàng và thường xuyên vận động các hộ gia đình trong thôn ấy thực hiện theo đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, và trong cơ quan ấy thì mình luôn thực hiện theo nhiệm vụ của cấp trên giao phó. Và đảng viên trẻ thì phải có tinh thần tự giác cao. Xác định công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng nhằm tăng cường sức chiến đấu của đảng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay. Hàng năm, Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê đã bám sát tình hình thực tế ở địa phương, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, phân công nhiệm vụ đến từng đảng viên, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phát hiện quần chúng ưu tú, chú trọng đến lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ để bồi dưỡng kết nạp vào đảng. Tính từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng bộ thị trấn Yên Phú đã kết nạp được trên 80 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên hơn 380 người. Hiện nay có 40 quần chúng ưu tú đã học xong lớp tìm hiểu về đảng, đang được các chi bộ theo dõi quá trình phấn đấu, bồi dưỡng, giúp đỡ để kết nạp vào đảng. Đối với Đảng bộ thị trấn Yên Phú, đối với công tác phát triển đảng thì phải nói rằng là cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy xác định là cái nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo thực hiện tốt được những các nhiệm vụ, thì công tác phát triển đảng là Đảng bộ đã đưa vào là hàng đầu. Việc quan tâm đối với đại quần chúng ưu tú đấy thì giao cho các chi bộ, đặc biệt là các ngành thường xuyên giúp đỡ các quần chúng ưu tú để phấn đấu làm thế nào đó để cho các quần chúng đấy nhận thức về đảng. Thì trong thời điểm hiện nay đấy, đặc biệt là quan tâm các đồng chí là dân quân tự vệ, công an viên ở các thôn bản, tổ dân phố để đảm bảo các cái đối tượng tham gia được kết nạp vào đảng. Chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện theo nguyên tắc của đảng và nhà nước giao cho chúng tôi, và chúng tôi xin hứa là sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn và không phụ lòng quan tâm của đảng, chính quyền và các anh em đồng nghiệp trong cơ quan. Bản thân tôi thì mong muốn là sẽ được đứng trong hàng ngũ của đảng để còn để rèn luyện, để tu dưỡng thêm về cái năng lực của bản thân và phấn đấu sẽ trở thành một người đảng viên xứng đáng đứng trong hàng ngũ của đảng. Trong công tác xây dựng đảng, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo đảng bộ các xã thị trấn củng cố tổ chức đảng ở các thôn bản,
không để xảy ra hiện tượng tái trắng chi bộ và có giải pháp tích cực để tạo nguồn phát triển đảng viên, đặc biệt ở những thôn bản chưa có chi bộ và chi bộ ít đảng viên. Nhiều cấp ủy đã chủ động đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên như giao chỉ tiêu cho các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ, lựa chọn những thành viên ưu tú của mình, giới thiệu cho đảng để bồi dưỡng và xem xét kết nạp. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Bắc Mê có 61 chi đảng bộ cơ sở. Kế hoạch trong nhiệm kỳ sẽ kết nạp 750 đảng viên mới, nhưng đến nay đã kết nạp được 950 quần chúng ưu tú vào đảng. Vượt trên 26% so với kế hoạch, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 3.250 người. Hiện có trên 300 quần chúng ưu tú đã học xong lớp tìm hiểu về đảng, đang trong quá trình phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng. Chúng tôi phối hợp với các cái tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt lưu ý đến các cái đảng bộ. Trong cái đảng bộ này thì các cái chi bộ vùng sâu vùng xa là đến cái phát triển đảng viên. Đấy là nhằm làm gì? Nhằm tạo được nguồn, nguồn phong phú dồi dào. Phối hợp với các ban xây dựng đảng, phối hợp với trung tâm chính trị, tạo điều kiện thuận lợi. Tức là gì? Là những cái xã thì ở gần huyện thì mở các cái lớp bồi dưỡng ở cụm trên huyện. Còn với những cái xã mà xa đấy, thì chúng tôi, các ban cũng như trung tâm chính trị là xuống tận xã, tổ chức các lớp bồi dưỡng tại tận nơi. Chúng tôi đã cử các đồng chí đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng tại huyện. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ là kèm cặp giúp đỡ, theo dõi các đồng chí để bồi dưỡng cho các đồng chí đứng trong hàng ngũ của đảng. Bởi vì chúng tôi xác định là các đồng chí đảng viên là những đồng chí nòng cốt chính trong lực lượng giảng dạy của nhà trường, nên chúng tôi luôn luôn là quan tâm chú trọng bồi dưỡng các đồng chí để tạo điều kiện hết sức giúp đỡ các đồng chí trong điều kiện có thể cho phép để giúp đỡ các đồng chí được đứng trong hàng ngũ của đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Bắc Mê thời gian qua cũng còn gặp không ít khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất hiện nay là số thanh niên đi làm ăn xa tương đối đông, do đó thiếu nguồn nhân lực để bồi dưỡng, kết nạp. Mặt khác, tại một số cấp ủy xã chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Có một số cấp ủy chưa tạo điều kiện thuận lợi về các giấy tờ, thủ tục xét kết nạp đảng viên mới. Ngoài ra, do nhận thức còn hạn chế nên một số người chưa tha thiết được đứng trong hàng ngũ của đảng. Do vậy, huyện ủy Bắc Mê đang cố gắng đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, vận động quần chúng nỗ lực phấn đấu để trở thành người đảng viên. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng có những cái quan tâm nhiều hơn đến cái công tác bồi dưỡng, phát hiện bồi dưỡng ở cơ sở. Và nhất là rà soát lại cái đội ngũ cán bộ hiện nay đang giữ các chức danh chủ chốt ở các cái thôn và chưa là đảng viên. Và những cái đội ngũ mà có cái trình độ văn hóa cũng như là trình độ chuyên môn tốt để tập trung vào để phát triển đảng. Thế và trực tiếp ấy là chúng tôi cũng có chỉ đạo mà giao cho các cái bí thư đảng ủy, ban thường vụ cấp ủy ở cơ sở. Thế rồi là bí thư chi bộ và chi ủy ở các cái chi bộ thôn là trực tiếp phải chịu trách nhiệm trong cái việc mà phát triển đối với cái số đảng viên ở cơ sở. Mặc dù nhiệm vụ xây dựng đảng và phát triển đảng viên mới trong thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ và hướng tới nhiệm kỳ mới của Đại hội Đảng các cấp. Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được cho thấy, nhiệm vụ phát triển đảng của Đảng bộ huyện Bắc Mê không những đã được chú trọng đúng mức, kịp thời bổ sung các nhân tố mới cho các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đây chính là cơ sở để xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh nhằm lãnh đạo nhân dân thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Bắc Mê trong thời gian tới.